Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là tiết chế máy phát của Hyundai Coty. Nó sử dụng chung với 2,5 tấn, 3,5 tấn anh em nhé. Đây dòng sản phẩm được nhập khẩu Hàn Quốc anh em nhé. Đây chính là cái điểm để chúng ta bắt vào trong máy phát này. Đây chính là cái giắc điện của máy phát. Đây là chổi than này, đây là IC này. Đấy, mặt trước mặt sau Made in Korea anh em nhé. Anh em mà cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.